Chào em. Chào em. Trời ơi, hết hồn. Rửa bể rồi. Ồ, trời ơi. Chào em. Chào em. Em chào chị. Đẹp quá. Hồi nãy vô tưởng bé nào kêu chào em. Không biết là bà chị của tôi. Chị khỏe không? Đẹp. Em này. Nào nha. Tại sao lại nói những lời này chứ? Đẹp. Đẹp. Nói mấy cái lời này chị thích lắm biết không? Ủa trời. Rồi ngồi xuống đi nha. Chị Dương tính là em chị quen nhau bao nhiêu lâu rồi ta? 10 năm chưa? Hơn chứ? Hơn chứ, cái hồi mà mình đóng Duyên Lạ Hồn Quang. Trời ơi. Năm đó là năm 2010 phải không ta? 2009 chứ hả? 2009. 11 năm. Mà vẫn, chị vẫn y chang như vậy. Vẫn hồn nhiên, vẫn đáng yêu. Lần này có tình yêu mới chưa? Chưa. Chị ấy. Thảo ơi, giấu em Út đừng giấu em tội nghiệp em nha. Giấu à? Giấu làm cái gì? Yeah. Nếu mà giấu mà bây giờ mình có mà mình nói là mình chưa như vậy thì người yêu mình giận rồi sao? Đúng không? Rồi, là xúc phạm ta. Đúng rồi. Giấu giếm ta. Bây giờ mình chưa có thiệt thì mình phải nói là mình chưa. À, vậy sẵn chương trình ngày hôm nay em sẽ kiếm bồ cho chị luôn. Kiếm bồ cho chị đâu? Được không? Sao mà có thể yêu một cách không quá trình như vậy? Không, tại vì chương trình nhiều người coi lắm, nhiều anh lẻ loi hay coi lắm để tìm nữa rồi. À, chị tưởng là em dắt tới đây liền và hết hồn. Ừ, mà ngày hôm nay nói chuyện với chị còn một khách mời nữa giờ chưa thấy ta. Ủa, còn một khách mời nữa hả? Chứ là ai vậy? Không, em đâu có nói cho chị biết đâu. Em cũng biết là ai nữa mà bây giờ sao chưa tới nữa ta? Ủa, đi lộn hay gì vậy? Diễm Hương. Ủa, là... Lè lè. Không, gì, cái gì? Lộng lại. À, lộng lại. Nè. Nè, cậu trai trẻ chưa trưởng thành. Đúng. Nghe bà chị già nói nè, cái người trưởng thành để người ta suy luận nè. Nhất định là một là em vừa đi chụp hình về. Hai là em vừa đi diễn về. Dạ. Còn ba có thể có một cái event gì đó. Dạ đúng rồi. Thấy em đó. Đi. Em sợ trễ giờ. Cái mặt uy nguyên đồ như vậy luôn. Dạ. Em mới ra sát sản phẩm mới. Đại sản phẩm mà. Dạ. Mời em ngồi. Bây giờ ngày hôm nay đều đặc biệt là chúng ta đang có mặt ở trong một cái gọi là nhà gốm. Chúng ta bây giờ sẽ thể hiện cũng như là tình cảm của mình, cũng như là sự khéo tay của mình, làm món quà thật là hấp dẫn về tặng cho con mình. Con thì thích làm gốm không? Con thích chị thích nặng không? Thích nặng lắm, chưa có biết về gốm nhưng mà thích nặng đất sét làm thủ công này kia khoái lắm. Còn Hương con luôn là thích. Con em thích ăn. Thích bắn súng. Thích bắn súng. Wow. Mình đặt cái súng đi. À, không, thích Captain America. À. Dạ. Con trai. Dạ con trai. Con gái. À. Mấy tuổi? 6 tuổi. 8 tuổi. Kệ không sao, gái hơn 2 là đẹp nha chị. Yeah. Dạ. Trời ơi, dạ hai chị xui. Quá trời. Vậy thôi bây giờ mình làm những cái món quà để lát mình tặng cho con mình, và trong khi mà mình làm, mình sẽ chia sẻ những cái câu chuyện mà lâu quá rồi, mùa xuân về rồi, anh chị em ta lâu lâu mới gặp nhau, thì ngày hôm nay chúng ta cùng vừa làm và vừa chia sẻ cái cần thay đồ không? Dạ không, đồ này em làm được. Em đã nói em tẹt ra gì được mà. Nè em thấy không? Chính là vậy mà kính á. Là được hết đúng không? Đó. Rồi, giới thiệu chị Hương với chị Dương. Là anh Trương. Hồi Dương Hương Trương. Ồ, hay quá. Là anh Trương là kỹ thuật viên dạy gớm. Bây giờ anh sẽ ra. Bây giờ mình thích cái gì mình nói ảnh là anh chỉ anh hướng dẫn mình nghe. Dạ. Em mời anh Trương à. Em chào anh Trương. Em chào anh ạ. Dạ, em chào anh Trương. Dạ. Hello, welcome to Spingo. Bây giờ cái bước đầu tiên là mình phải như thế nào ạ? Bước đầu tiên thì trong cái quá trình làm gốm thì nó sẽ có đất sét và mình có sử dụng nước nữa, cho nên nó sẽ có thể dính vào quần áo của các bạn. Cho nên các bạn sẽ dùng cái tập dề ở đây để mình mặc lên. Ở đây studio đã chuẩn bị cho các bạn một cái cục đất để ở trên cái bàn xoay. Đây là một cái bàn xoay điện. Nó sẽ quay liên tục trong quá trình mình làm. Thì nó sẽ giúp cái món đồ của mình nó tròn và nó đều đẹp. Rồi mình sẽ cúi người xuống, hai cái cụ trỏ của mình sẽ để trên đùi của mình. Bây giờ mình sẽ ôm cái tay mình vô cái cục đất này. Nước nó sẽ giúp cho cái tay của bạn lướt ở trên cục đất. Wow. Gì vậy? Cha, cái cảm giác như đang sờ vô miếng đậu hũ á. Trơn lắm đã. Cái ngón tay cái của bạn giữ nó thẳng, đừng có để nó cong như vậy. Ráng giữ ngón tay nó thẳng. Được chưa? Rồi, bạn nhấc lên đi.
nhấc tay lên. Dạ rồi, ai da đau mà thích ghê á. Bây giờ mình đã có một cái lòng trong của cái món đồ đó. Mình, dạ rồi. Mình tiếp tục để cái ngón tay phía bên trong của cái lỗ như thế này. Nhưng mà mình không có nhấn sâu thêm nữa. Mình, chỉ mình sẽ kéo thôi. Ngang qua phía bên phải của mình đó. Đây. À để cho nó mở rộng cái lòng ra đúng không anh? Đúng rồi. Wow. Khi bạn thấy tay mình đứt thì... Ghê chưa? Thấm nước nha. Trời hay quá. Xuất sắc quá. Ôi chưa gì mà đã thấy đẹp rồi nè. Một lưu ý cho tất cả quý vị khán giả, nếu mà muốn làm gốm là chúng ta không nên để móng tay nha. Đúng rồi đó. Đúng rồi, để móng tay mà kiểu này là xong rồi đó. Chị Dương ơi, bây giờ mình quay ngược thời gian trở về cái lúc mà mình học trường sân khấu điện ảnh nè. Cái lúc đó là cái quan điểm về tình yêu của chị như thế nào? Và đến hiện tại bây giờ nè, cái quan điểm tình yêu của chị như thế nào, nó có khác như lúc trước không? Cái lúc đó là lúc mà chưa có yêu người chồng cũ của chị hay là cái lúc đang yêu ảnh? Chưa yêu. Lúc chưa yêu hả? Ừ. Thật ra đây gọi là định mệnh là đúng luôn á. Sao vậy? Em có thấy là rõ ràng chị rất đam mê nghề. Đúng. Tại vì ngay từ lúc chị biết thế nào là cảm xúc, tình cảm thì chị đã thấy rằng là cái này không quan trọng bằng sự nghiệp. Thậm chí không muốn dính đến tình yêu luôn. Tại vì do trong gia đình mình thì đã không có được một cái gọi là mái ấm gia đình thực sự. Cái ý thức lúc đó là hôn nhân nó không phải là một câu chuyện hay. Trời. Tại lúc đó mình nhỏ mà. Nên là mình sẽ dành cái cuộc đời mình cho sự nghiệp là nó sẽ hay. Nhưng mà khi mình gặp anh, lý trí là một chuyện, con tim lại khác. À, con tim nó là chuyện khác. Gặp cái người chồng cũ của mình đó, mình thấy wow, hợp với con đường này của mình. Hợp quá, rồi. Mình thấy rằng mọi thứ thật hợp lý. Mình chưa nghĩ là yêu, mình chỉ thấy là hợp quá. Thì mình làm bạn, có thể là bạn tri kỷ càng tốt. Nhưng mà lửa gần rơm. Nhất là chuyện khác. Thì cứ ở bên nhau, tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ. Chứ những ngày mà chị bệnh á, cơ thể chị có sẵn một cái bệnh đó là bị bú. Bú gì chị? Bú những cái bú lành thôi, bú mỡ hoặc là bú máu. Cái là do di truyền. Thì cái xong rồi những cái năm tuổi trẻ đó là mình hay đi mổ. Mà ảnh là cái người ở bên cạnh mình những cái lúc đó trong bệnh viện không à. Tại vì gia đình mình rất là bận, không có bên cạnh mình được. Ảnh luôn ở bên chăm sóc này kia. Riết cái mình thấy thương quá. Thế là yêu. Và sau gần 2 năm là từ tình bạn nó thành tình yêu luôn. Rồi cái tình yêu đó đi dài suốt 4 năm tiếp theo. Cuối cùng thì đến một lúc nó cũng phải đi một cái, đến một cái đám cưới. Cưới xong rồi thật sự thì 2 năm sau khi cưới á, đúng là cái cuộc sống sau hôn nhân nó cũng có nhiều cái nó không còn là như là lúc yêu nữa. Thật sự khi sanh bé ra thì cái vấn đề kinh tế nó nặng thiệt. Cũng đến lúc ảnh cũng lớn, ảnh cũng phải lớn. Tại vì tụi chị là bằng tuổi nhau, đến với nhau khi cả hai đều là con nít. Cho nên cũng đến lúc là phải đến cái tuổi trưởng thành thôi. Đến khi ảnh nhận thức ra được cái kinh tế nó quan trọng lắm thì ảnh tính một con đường khác. Mà cái con đường đó thì nó không còn là cái con đường của chị nữa. Bây giờ là phải một trong hai, phải chấp nhận đi con đường của người kia. Nhưng không có ai muốn đi con đường của người kia hết thì phải chia tay thôi. Nãy giờ mình nói bên đây mà bên kia trầm lặng, chị có làm chùm đẹp thứ gớm không? Làm cái gì vậy Hoa Hậu? Hả? Nhồi bột hay gì vậy? Em xúc động hả? Nói chung là do lúc chị Dương nói với anh chia sẻ có mấy cái điểm nhấn á, làm em lỡ tay. Em thấy giống mình hay sao? Không, em lỡ tay cái em rớt cái quai, cái bụng của cái ly. Bây giờ em cố gắng em nhồi lại mà không được. Cái quan niệm của Hương về tình yêu như thế nào? Ô, quan niệm tình yêu của em nó tùy theo giai đoạn nha. Giai đoạn, em nhiều giai đoạn lắm mà. Thì mọi người cũng biết mà, đâu cần phải hỏi. Tại vì cái gì quá khứ thì qua đi. Ừ. Thì tất nhiên ở quá khứ thì ai cũng nghĩ rằng tình yêu là một cái gì đó nó rất là đẹp đẽ. Ừ. Mặc dù người ta biết rằng yêu là sẽ có đau khổ, sẽ có rớt nước mắt. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó giống như là chất gây nghiện vậy đó. Những cái phút thăng hoa, những cái phút giây mà nó làm cho con người chúng ta hạnh phúc. Thì đó là cái điều hồi xưa. Còn đối với Hương bây giờ, bởi vì cũng có một cậu bé nằm trong cái trách nhiệm của mình, cho nên đối với Hương tình yêu bây giờ đó là làm sao không phải chỉ cho mình vui, mình hạnh phúc, mà còn phải là con mình vui và con mình hạnh phúc, ba mẹ mình cảm thấy hài lòng, vui vẻ. Và tất nhiên đối phương của mình cũng phải cảm thấy rằng là họ chấp nhận được mình và họ yêu được bản thân mình. Hồi xưa á, tính em thẳng lắm. Và em là một người quan niệm tư duy rất là nặng về vấn đề là phụ nữ phải tự lập. Nhưng mà sau một quá trình thì em nhận thấy một cái điều rất là hay.
Tại sao Hương là một người sinh ra lớn lên là một phụ nữ lại may mắn trở thành hoa hậu mà cứ cố phải trở thành đàn ông để làm gì? Cho nên Hương cũng phải tập là đi nhẹ nè, ăn nói nhẹ nhàng hơn nè, rồi bớt nóng tính nữa, vì tính em rất là nóng. Cho nên là khi mà mình nhẹ nhàng, rồi từ đó cái tính của mình điềm tĩnh hơn, rồi cái tình yêu của mình nó không chỉ suy nghĩ cái phiến diện nữa, là từ chỉ một phía kia thay đổi thôi, mà đôi khi mình cũng đầm hơn để mình suy nghĩ, giống như mình tập mình nghe con mình vậy đó. Bây giờ sao đây, làm sao mà trang trí đây? Không, lát nữa em làm lại. Em ở đây lúc mọi người cứ ngồi ra uống nước đi rồi em tự em làm. Rồi bây giờ sẽ có những cái phần trang trí và những cái thử thách rất là thú vị cho hai khách mời ngày hôm nay. Xin mời mọi người hãy cùng qua bên kia, chúng ta cùng đến với phần tiếp theo nha. Xin mời. Wow, vậy là thành phẩm chúng ta đã có hết trơn rồi. Ủa sao nãy em chèm bẹp rồi giờ em ra ly đẹp cái gì Hương? Thôi anh bỏ qua cút nó đi. Dạ hả? Kỳ quá à. Dạ. Ly của em nặng nha mọi người. Không, ly là của... anh thấy hoa hậu mà vụng về như em á, anh nói hoa hậu là người ta cũng có năng khiếu. Thôi nghỉ bỏ đi, về. Thấy không, hoa hậu mà phải đóng hề chị Dương. Thì người ta sẽ là hoa hậu năng khiếu hề. Hoa hậu năng khiếu hề. Thực ra không phải em hề, mà là bởi vì cuộc sống có rất là nhiều căng thẳng. Mà em nghĩ rằng là mặt mình vốn dĩ đã khó gần rồi. Đúng rồi. Thực sự em nói thật luôn á, là em bước vào nghề mọi người chậm quá. Nhưng mà em đâu có như vậy, anh thấy không, lúc đầu anh gặp em đúng anh rồi. Luôn thấy không, rồi xong á sau này thời gian là em tham gia cái nhóm YouTube cùng với lại má Phi Phụng, má Phương Dung, Thị Mười, Nam Trà. Thì em cảm thấy rằng là ô tự nhiên cái tiềm năng hề hước cho mà em được khai phá đó. Chị Dương bây giờ là một người mà gọi là một thân một mình nuôi con như vậy rồi, có nào chị chạnh lòng không, và những cái khó khăn nào chị gặp phải nhất chị Dương? Chạnh lòng là cái khoảng thời gian mà lúc mình mới ly hôn á. Chạnh lòng lúc đó rất là chạnh lòng, tại vì lúc đó gần như là mình làm lại mọi thứ, làm lại về kinh tế luôn. Khi mà mình làm mẹ đơn thân vậy, tự nhiên mình lo cho con mình cái cuộc sống nó không có được, không được tốt, trời mình buồn ghê gớm á. Mà lúc đó chị có để ý tâm lý của bé nó có khác gì lúc? Nhưng mà bé nhà chị á, tuy bên ngoài nó lý lắc nhưng mà hóa ra nó giấu mọi thứ bên trong hết. Có không? Giấu có chị. Tự nó luôn vui vẻ để mà nó truyền cái động lực ngược lại cho chị. Trước mặt mình thì bé rất là không, hình như không nhắc về ba đó. Chỉ khi nào là ba bé gọi về hay nhắn tin về thì bé với ba chat với nhau thôi, nhưng mà trước mặt mình bé không nhắc. Sau lưng mình thì hóa ra là bé có buồn, thì bé tâm sự với cô nói ủa sao con buồn vậy, nói là con nhớ ba, sao mấy bạn có ba tới đón mà con thì không có. Đó thì bé mới có 3 tuổi mấy thôi. Thành ra mình nghe vậy mình chạnh lòng lắm luôn. Dương thì hay khóc, tại vì Dương là em biết cô một cô gái rất là yếu đuối. Nhưng mà đôi khi cũng rất là mạnh mẽ. Còn, cảm xúc mạnh còn thôi. Cô gái này nè, mạnh mẽ cái nào khóc không? Ủa em đâu có mạnh mẽ. Không, giọng em mạnh mẽ lắm. Không, em yếu đuối lắm á. Nhiều khi em khóc đúng dưới dòi sen không á. Nhiều khi em khóc dưới dòi sen không á. Chính ra. Sao vậy mọi người? Em kể câu chuyện bi kịch mà sao anh cười? Em khóc dòi sen sao? Thì em chiếu vào sen cái mình tắm cái xong mình khóc đến lúc không ai thấy mình khóc. Chính ra cô này á, chị cảm thấy cô này là cổ cảm xúc mạnh lắm á. Mạnh. Em là một người có chứng bệnh trầm cảm. Trầm cảm. Ừ. Sau này anh thấy là em có hề hước là bởi vì đó là một cái cách để cho giúp bản thân Hương vượt qua căn bệnh của mình. Em cũng một cái quá trình điều trị cho tới bây giờ cũng là nhiều năm rồi, cả 10 năm rồi. Và cái cách tốt nhất đối với một cái người bị trầm cảm đó là chúng ta phải tự tìm cách vượt qua nó từ trong sâu thẳm của bản thân mình. Em bây giờ là một người mà một mình nuôi con thì chị Dương là có cái khổ của mình, còn đối với Hương thì cái nỗi khổ khó khăn nhất là biệt gì Hương hay là em thấy bình thường? Đâu, em nuôi con bây giờ nhiều người lắm, không phải một mình em nuôi con. Ba em bé cũng nuôi con, ông bà ngoại nuôi con, rồi em nuôi con em được nhiều người nuôi lắm. Em thấy khó nhất là cái việc gì vậy? Là sắp xếp thời gian dành cho con. Đôi khi mỗi ngày em đều phải cứ nhớ là hôm nay mình đã gặp con chưa, hôm nay mình đã gặp con chưa. Có những ngày em không gặp được con thì tối đó về em ngủ không được. Cho nên ngày hôm sau em sẽ làm mọi cách bằng cách nào đó, là có thể đang họp nhưng em xin nghỉ họp hay là họp sớm hơn để em đón Noa. Gặp chỉ cần 40 phút thôi để em có thể giúp Noa giải tỏa ra được cái nỗi niềm trong nó. Bởi vì em nghĩ rằng vì em có gen trầm cảm, em rất sợ con em bị, cho nên em không muốn con em tích tụ những cái điều đó. Ban đầu thì nó hơi khó khăn, nhưng mà trong thời gian nhâm năm qua em cũng thấy vui lắm, là vì mình cũng tạo dựng được một số cái thành tựu mà nó ổn định dần cho hai mẹ con. Cảm ơn em. Chị Dương, em có một cái
món quà dành cho chị. Chị biết này là gì không? Tờ giấy à? Tờ giấy à? Bắt thăm à? Bắt thăm à? Ồ. Đây. Mình chơi game à? Đúng rồi. Đây, chị nhìn đi. Sao cái nét nghĩa này quen quá vậy? Quen quá đúng không? Đây là một bức thư mà con chị Dương nói chương trình đã bí mật liên lạc với con chị. Và bây giờ sẽ đọc bức thư này cho chị. Chị cho phép em đọc nha. Đọc nha. Gửi mẹ yêu của con. Con viết lá thư này cho mẹ để bày tỏ lòng yêu thương của con dành cho mẹ. Bình thường con hay quậy mẹ lắm. Mẹ có buồn con không? Con luôn nhớ mãi không quên được mẹ cho con đi diễn cùng mẹ hồi 5 tuổi. Wow, mẹ nhớ. Con thương mẹ nhất khi mẹ đi làm về khuya mà mai mẹ phải dậy sớm để mẹ đi làm. Con thấy công việc của mẹ rất vất vả, là khi mẹ thức khuya nè, dậy sớm nè và ăn uống thất thường. Con xin lỗi mẹ rất nhiều vì có lúc con làm mẹ buồn. Con hứa sẽ ngoan, nghe lời mẹ và học thật tốt. Con thương mẹ nhiều lắm. Con của mẹ, Banda Long Giao. Ủa thiệt luôn hả? Trời ơi. Trời ơi. Thương ha. Ủa tôi không tin được luôn là con tôi viết lá thư này. Bé thật sự là một cô gái rất nội tâm. Anh cũng nghĩ giống em. Dạ, giống như Noa là một cậu con trai thì không có như con gái như vậy. Nhưng mà Noa thì cố gắng mọi thứ để mẹ hài lòng. Cái khó của một người phụ nữ đó là phải làm sao cứng rắn với đứa con, đặc biệt là con trai. Đôi khi mình gồng quá sức của mình. Đôi khi mình cũng có lúc buồn lắm. Đi làm nè, áp lực nè, đôi khi nợ ngân hàng. Rồi áp lực. Giống như đợt vừa rồi em có chia sẻ, với sinh nhật của con mình không biết làm gì. Thực ra nói là sinh nhật con biết làm gì, cuối cùng mình sẽ mua tặng cho con một căn nhà. Thì lúc đó em có chia sẻ trên Facebook là em mua căn nhà nghỉ dưỡng ở trên Bảo Lộc. Hỏi con có thích không? Con thích lắm. Con sẽ trồng cây, con sẽ nuôi cá. Rồi sau này con nấu ăn cho mẹ ăn. Trời mình thấy rất là vui. Nhưng mà vì em là có một đứa con trai cho nên em không bao giờ khóc được. Còn phải dạy con là phải cứng rắn. Trồng cây thì sao? Hay là đôi khi em nghĩ là cái việc đó làm cho em cảm thấy rằng là mình bị thúc quá sức. Tự nhiên mình phải làm cái vai trò của người đàn ông luôn, người cha luôn. Cảm ơn những lời chia sẻ thực sự từ đáy lòng của Hương. Cái cảm xúc của bạn bây giờ rất là gọi là dâng trào. Thì bây giờ thay mặt chương trình sẽ có một cái phần thử thách nữa, đó là những chiếc thẻ bài. Ở những chiếc thẻ bài này có sẽ những câu hỏi hoặc là những tình huống mình đã trải qua rồi hoặc là mình chưa trải qua. Nếu như bóc được tấm thẻ bài nào, ví dụ như câu hỏi thì mình sẽ trả lời, hoặc là những tình huống nào đó liên quan đến cuộc sống của mình thì mình cũng sẽ xử lý tình huống nó như thế nào. Bây giờ ai sẽ là người chọn trước ạ? Thôi Hương đang xúc động quá, cho Hương chọn sao đi. Rồi. Để cô gái bình tĩnh kia bốc trước. Chị vào chọn đi. Rồi đây đi ha. Rồi mình lật. Rồi ra. Dương mở ra. C. Yeah. Đọc ạ. Wow. Cách vượt qua lần hụt hẫng nhất gần đây. À gần đây. Hey. Thở dài. Đầu tư làm ăn. Đầu tư làm ăn. À quán cà phê. Khác nữa. Ủa trời, chị đầu tư nhiều vậy? Cái này là đầu tư đất, không có trúng như dự định. Nên bị hụt hẫng. Hụt hẫng à? Ừ. Mà nó có bị ảnh hưởng gì không hay là nó chỉ quầy vốn? Cái gì nó cũng ảnh hưởng hết, nhưng mà được cái là mình được rèn luyện nhiều. Thì thành ra là nếu mà gọi là hiện giờ cái cách vượt qua những lần hụt hẫng thì đối với chị rất nhẹ. Bởi vì chị không còn sợ cái gì nữa. Là cái cách chị tốt nhất là chị giữ vững tâm lý hay sao? Sao chị đơn giản quá vậy? Chị đơn giản quá, đúng. Em dùng từ hay quá, chị đang kiếm cái từ để tại vì cái cách diễn đạt cái điều này. Cách vượt qua hụt hẫng của em là đi ăn với đi ngủ á. Đi ăn với đi ngủ á. À còn chị á thì chị dùng cái từ của em để diễn đạt điều này, đó là chị đơn giản hóa vấn đề lại. Thôi vậy thì mình cứ coi như mình vẫn là đang ở cái ngày đó đi. Mình quên đi. Rồi đó, mình lại tiếp tục làm lại mọi thứ. Cho em hỏi câu tế nhị xíu nào. Số tiền nó lớn không? Và để dành bao nhiêu lâu được số tiền đó? Số tiền đó lớn nha em. Nó là con số 1 tỷ á. 1 tỷ gì? Một suất sân khấu hiện tại bây giờ là khoảng 1 triệu, 1.2 triệu đúng không? Đâu có mấy trăm ngàn à.
Không chứ cũng 8 triệu. Triệu hai là chắc phải cỡ các chú như Thành Lộc rồi. Chứ có phải 500. Mình làm gì tới đó lắm. 500 ngàn à. 500 không hơn chữ. Hơn vậy. Em diễn 500 ngàn ta. Đúng rồi. Tại em không có diễn viên kịch. Còn ví dụ em... diễn viên kịch luôn thì hơn mức đó. Cỡ là mình diễn mà... mãn đời. Mãn đời. Thì tất nhiên là cái số tiền đó nếu mà mình nói theo cái kiểu mà mình để dành thì làm sao mà đạt được. Cũng từ những cái làm ăn này làm ăn kia mà mình tích lũy mình có được thôi. Đó là chiếc thẻ bài của chị Dương. Bây giờ là chiếc thẻ bài của Hoa Hậu. Có nên cãi nhau lớn tiếng trước mặt con hay không? À không. Đúng như là không rồi đúng không? Đúng rồi không rồi. Tại sao nè? Tại vì mất hình tượng. Mất hình tượng. Mình hoa hậu mà. Con mình cũng biết mình hoa hậu mà. Mỗi lần nghe giới thiệu. Con biết không? Trời biết nha anh. Vô trường tự mẹ mình vô, mẹ mình hoa hậu. Mọi người cũng biết. Nói gì nói gì. Nhưng mà thực ra không phải là hình tượng không. Mà đối với Hương nghĩ rằng á, cãi nhau bất cứ với ai đi nữa mà trước mặt con á, thì con mình nó có một cái tư tưởng rằng là mọi thứ nói chuyện đều phải lớn tiếng. Mà cái đó tật xấu của mẹ, không muốn con biết về cái tật xấu đó. Và cũng nên tập con là đàn ông mà nói lớn tiếng như vậy cũng không tốt. Mà Hương lại là một người rất là đặt kỳ vọng vào con trai của mình. Tại vì sao biết không? Giờ quên cách đẻ rồi. Quên cách đẻ rồi. Không biết đẻ làm sao được. Quên luôn, quên hết tất cả. Đó, nhiều. Yêu là chưa quên nha. Yêu là chưa quên nha mọi người. Nhưng mà đẻ là quên rồi nha mọi người. Mở lòng không? Giờ mở lòng rồi chưa? Cũng chập choạng lắm. Chập choạng, sợ không? Rụt rè không? À không, em không sợ không. Bé em này không... vẫn còn chưa sợ. Em không sợ nha mọi người. Dạ, nói chung là cảm ơn hai cái lá bài của hai cô gái đã chia sẻ rất là thú vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần thử thách. Và bây giờ sẽ có một cái tình huống. Chị Dương và Hoa Hậu sẽ điện những người nào bạn thân nhất, mượn tiền chẳng hạn, hoặc là thử thách gì đó để xem cái lòng uy tín của mình, để xem sống ngoài đời được lòng mọi người hay không. Chị Dương, chị điện ai nè? Thì chắc chị điện cho bạn, một người bạn ở ngoài đời của chị đi. Chị nhiều bạn thân lắm. Cái người này là học chung từ thời cấp 2, cấp 3 luôn. Thì chắc là chị sẽ thử nhờ bạn nuôi con giùm mình coi được không? Chị đi đâu? Giữ con một tuần đi chơi bạn trai. Một tháng luôn đi. Thôi một tháng người ta từ chối đó. Một tuần thôi chị à. Thôi chị đóng phim ở Sapa đi. Đóng phim ở Sapa? Ừ. Ok. Bạn có tên gì chị? À, tên là Tuyền. Tuyền. Thanh Tuyền. Rồi bây giờ để chị gọi cho bạn nha. Em nói nghe nè. Đầu tháng trúng phim mới rồi. Mà bây giờ phim đó là đi Sapa quay một tuần. Bây giờ nếu mà tôi gửi panda qua bên bà thì sao, có được không? Gửi panda nhà Tuyền một tuần nhưng mà vậy Tuyền sẽ bận từ ngày mùng 7 tới ngày mùng 9. Tại vì Tuyền đã book vé đi du lịch rồi. Cho nên là con còn trước ngày đó thì ok. Vậy bây giờ tôi nếu mà bây giờ đi du lịch tôi gửi tiền cho Tuyền á, rồi bà dẫn panda theo luôn được không? Không được, tại vì cái này á tôi đi du lịch với lại nói chung là nó làm sao ta, ba người yêu đi là tôi đi có mình tôi thôi. Người yêu đúng không? Đi với người yêu đúng không? Đúng không? Tôi đi côn đảo cho nên là tôi không có dẫn ai theo được đó. À rồi nếu vậy thì mà nhờ ai khác được không? Chẳng nhẽ bạn không còn ai để nhờ, không còn ai luôn á. Rất là bây giờ tình hình kinh khủng lắm luôn. Bây giờ là coi như là chỉ còn một mình tự giải quyết hết mọi thứ luôn á. Tao biết rồi. Bây giờ ngày khác thì nhận. Nhờ ba mẹ được không? Trời ơi, mày nghĩ làm sao mà ba mẹ có thể trông được bốn đứa trẻ? Ba mẹ già rồi. Ba thằng cháu trai của tao nó quậy lắm. Tao không dám. Xin lỗi mày. Tao xin lỗi bà. Tôi quên mất luôn là còn mấy đứa cháu của bà nữa. Bây giờ nói nghe nè, vậy thì bây giờ gửi từ ngày 3 cho tới ngày 6 tôi nhờ cô chủ nhiệm qua đón, nhờ bên cô chủ nhiệm. Rồi sau đó ví dụ ngày 10 bà về tôi gửi đến ngày 20 luôn được không? Ok, thì bà gửi tôi được. Tôi về nhà tôi chăm trẻ cho. Rồi, cảm ơn bà nghe. Dạ chị ơi, em chào chị. Em là Lê Dương Vũ Lâm, em đến từ chương trình Thám Tử Hôn Nhân á. Nãy giờ chị thì Dương chỉ thử lòng chị thôi, để xem cái cách sống và ăn ở của chị Dương ở ngoài có được lòng bạn bè hay không. Nhưng mà với cách nói chuyện của chị thì em cảm ơn chị rất là nhiều. Và chị Dương sống rất là được lòng mọi người. Dạ, nãy giờ giỡn thôi. Ok. Dạ, em hỏi sao chị tụt mút vậy? Bạn biết sao không? Chị không nghĩ là em lại nói chuyện một cách rất ưa là dễ thương như vậy luôn á. Trời ơi, quá trời. Dạ lát cái bạn Facebook em nha. Dạ em cảm ơn chị. Dạ chúc chị nhiều sức khỏe à. Dạ.
chị ép cả hai vợ chồng em luôn rồi, em không cần phải quảng cáo hay giới thiệu gì nữa. Dạ dạ cảm ơn chị, dạ 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 em chào chị. Trời ơi, hộ nhiệt tình quá vậy. Bây giờ em gọi má Dung nha. Dạ con nghe má. Ơi nói đi. Gì? Má đang quay gì vậy má? Ở phim nó quay gì bà? Má ơi. Trời ơi cái gì má cứ vậy hoài. Má chuẩn bị con ra nhon nhon rồi đó má. Ra được tới đâu hay tới đó. Ồ má ê, bây giờ không có tiền. Không có tiền trả taxi cho diễn viên. Thôi bỏ đi ha, không có tiền kêu đéo tao rồi mày. Giờ sao? Thì cuối cùng là có được không? Chụp hình quảng cáo giùm mi. Nhưng mà cái vấn đề là má không có rảnh. Bây giờ vậy nè, cái bữa mà mình đi á, con đem theo sản phẩm đi. Dạ. Bữa mình đi là ra chưa? Ra rồi, chưa? Rồi thì má livestream, má chụp hình luôn nha, má đại diện độc quyền luôn nha. Cha, livestream độc quyền là thôi chị đó luôn nha con, rồi mai mốt người ta quay mấy sản phẩm khác sao? Bữa đó đi để ấy đem theo đi, chứ giờ đâu có giờ đâu, rảnh ngày nào quay gặp mặt rồi. Sáng tối á. Rồi, không mấy con qua nhà má, không quay buổi tối ngỡ ở ngủ nhà má luôn. Thôi bỏ đi con, mày biết bây giờ quay còn 1-2 giờ sáng nó mới về không á, mấy bữa nay đó. Dạ, má đừng nhận giảm cân nha. Không có giận gì hết á. Ờ, thấy ghê không? Mày kêu nào đem sẵn tủ thử rồi. Ờ, ok. Đang quay phim gì vậy? Tập lượt phim á. Dạ, sao không kêu con quay với? Khổ quá nè má. Tao đang quay khổ. Ấy chứ con mượn tiền ơi. Má không có tiền đâu con ha. Mày hết chuyện mày hỏi tao. Má có người nói chuyện. Alo, em chào chị Dung. Chị ơi, chị alo, chị Dung ơi. Em Lê Dương Bảo Lâm nè, trời đất ơi, em không ngờ chị thiệt luôn á. Người ta nhờ chị em giúp đỡ chị mà thiệt á. Rồi má giúp mà. À, giúp không? Má giúp. Sao nãy má chửi? Má chửi. Má chửi quá trời, bây giờ chương trình phải bíp 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 bíp. Lê Dương Bảo Lâm. Đúng rồi, giàu không má? Hương giàu má. Hả, mày giàu hơn nó 800 lần đó. Lâu quá con không gặp má luôn á má Dung. Bây giờ mày nổi tiếng mày bỏ sân khấu rồi. Trời ơi, không có sân khấu, không có kêu con. Má vẫn năng lượng như ngày nào, má khỏe không má? Má vẫn năng lượng như ngày nào, khỏe. Dạ con cảm ơn má, tôi đang quay chương trình thử lòng má thôi. Nhưng mà thật sự lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Má hứa là chừng nào em đám cưới gì má cho em một cái kiền vàng đó. Một kiền vàng có không má? Một cái hộp xoàn. Vậy thôi con chúc má nhiều sức khỏe nha, má yêu má. Dạ. Cảm ơn má. Dạ. Dễ thương quá trời ơi. Thấy chưa? Chị sống tốt, được sống tốt luôn sống tốt. Nói chung hai người hôm nay ai cũng sống tốt chứ, được lòng bạn bè, được lòng mọi người hết. Dạ chị ơi, chào mọi người. Buổi buổi cách tin của bạn muốn hẹn hò ha, thì mọi thông tin nghề nghiệp, tên tuổi nè, câu chuyện của mình thì chị sẽ là người tự chủ động chia sẻ giúp cho em ha, chứ đừng có chờ biên tập là hỏi ha chị ha. Bây giờ chị giới thiệu giúp em là tên tuổi, họ tên, nghề nghiệp, quê quán của mình với. À, mình tên là Lan Thị Bạch Tuyết. Mình sinh năm 1983. Mình ở, thực tế ra là mình đang ở quê quán mình là ở thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất công việc á, thì hiện tại nên mình ra đảo, mình côn đảo mình làm việc. Mình đã ly dị lâu rồi. Và hiện tại mình có một bé trai, năm nay cũng được 15 tuổi. Ờ, nghề nghiệp của chị là mình làm trong cái ngành khách sạn và buồng phòng, là khách sạn buồng phòng. Hiện tại là mình đang làm tại Systensis Côn Đảo Resort. Anh chị nói rõ giúp em là chị làm gì ở khách sạn ạ? À, nhân viên buồng phòng. Rồi. Chị kết hôn được bao nhiêu lâu? À, mình kết hôn cũng được cỡ 3 năm rồi sau đó mình ly dị. Mình kết hôn từ năm 19 tuổi. À, sau đó thì ly dị. Sau đó mình ly dị, giờ tới hiện tại tới bây giờ luôn vẫn chưa có kết hôn lần nữa. Mình ly dị được bao lâu rồi chị? Cũng được 15 năm rồi. Ồ. 15 năm. Rồi, chị cho em biết là lý do sao mà hai người gặp gỡ nhau như thế nào, rồi lý do tại sao hai người lại ly hôn? À, vấn đề là tụi mình là học sinh học cùng nhau chung năm lớp 12, sau đó hai bên ngồi chung bàn, chung chợ, chung ngồi chung bàn và quen nhau từ đó. Còn mà vấn đề về chia tay là do là anh ấy có người khác và có đứa con cũng lớn hơn mình. Có đứa con cũng được cỡ tầm 2 tuổi. Sau khi biết việc đó nên là mình cũng nên ly dị.
Là chị ơi, tức là con riêng của chồng cũ của chị ấy, là lớn tuổi hơn con trai của chị hiện tại hả? Đúng rồi. Có nghĩa là trong thời gian kết hôn là chị kết hôn 3 năm chị mới có con, thì trong 3 năm đó là con anh ấy đã được 2 tuổi rồi. Đúng rồi. Tức là lúc kết hôn với chị là cái người kia là đã có bầu rồi. Đúng rồi. Không, thật ra là lúc là tụi chị kết hôn là đã gần 1 năm sau là anh đã quen người đó và có con. Và bây giờ là anh chồng cũ của chị là đang sống với cái người kia luôn. Vâng, đúng rồi, vẫn còn là sống chung. Còn chị thì nuôi con. À, cũng đúng. Tại vì bạn ấy không, lúc đầu là bạn ấy cũng kêu mình phá thai. Nhưng mà mình nghĩ là do mình một bạn nuôi nên là mình không có bỏ và vẫn nuôi, và không cần tiền chu cấp của bên gia đình chồng, nên là từ đó giờ mình vẫn nuôi con được, mình đó vẫn có trách nhiệm đó. Mình là vợ chính thức luôn, có cưới xin cưới hỏi đàng hoàng luôn, mà con mình ra lại còn như vậy nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi. Thế mà vẫn chưa bị nghiệp quật hả chị? Nghiệp quật rồi. Tại vì biết sao, tại vì họ giống như là gia đình họ là người Bắc đó. Họ nghĩ là anh cậu bé, anh chàng đó là đã là con trai, thì đôi khi mà chồng mình là con trai trưởng, con trai lớn trong nhà, thì có một anh con trai. Nhưng mà khi mình thấy mình lúc mà, tại vì trong thời gian làm thủ tục ly hôn á, thì mình đâu biết mình mang thai. Tới lúc mà xong xuôi hết trơn á, mình mới biết mình có. Thì mình sao mình đòi hỏi người ta được, sao mình đòi hỏi người ta là phải có trách nhiệm. Nhưng mà ý họ quay lại thì đã ly hôn rồi mà vẫn bắt chị kêu chị là bỏ con đi hả? Thì kêu giờ có rồi thôi bỏ đi, tại vì họ nghĩ là tốt cho mình đó. Nhưng mà mình cũng không có muốn. Họ sợ trách nhiệm thôi, chứ tốt thì cho mình chị. Thì mình hãy nghĩ tốt gì cho họ đi, mình đừng có nghĩ gì khác đó. Em không, vậy em mới hỏi chị câu là đã bị nghiệp quật chưa? Có nghiệp quật rồi. Nghiệp quật sao rồi chị? Mười mấy năm trời dính vô đường ma túy là nghiệp quật rồi. Thế thôi. Hèn chi giờ chị nghĩ tốt cho người ta thôi, nghiệp quật cũng đủ rồi đúng không? Chính xác là vậy. Thế bây giờ con trai chị là đang ở thành phố với lại gia đình chị hả? Đúng rồi, bé đang ở thành phố và đang ở với bà ngoại. Còn chị thì đi làm thì thỉnh thoảng chị mới về thôi. Đúng rồi, cỡ 3-4 tháng mà lựa vào thời điểm mà ít khách bé mới bay về. Ít khách du lịch là mình bay về. Chị ra đấy làm lâu chưa? Cũng được 1.5 năm rồi. Mới ra đó 1.5 năm thì trước đó là chị làm gì? Chị cũng làm bên ngành này và chị cũng làm ở khách sạn ở trong thành phố. Tại vì do thời điểm là do bị dịch bệnh á, nói chung là thành phố đóng cửa không. Cái vừa mới biết thì ngoài đây thì cái ngành du lịch vẫn còn phát triển, nên là bay ra đi làm. Vừa bay ra tới khỏi đây là dịch bệnh nó bị bùng phát vào năm 21 á. Dịch nó bắt đầu thời điểm 20 bắt đầu nó mạnh á, là mình phải ra đây mình làm đi luôn. Rồi, thế là sắp tới mà ghi hình là bay về đây để ghi hình rồi thăm con luôn được đúng không? Đúng rồi. Tại vì mới Tết vừa rồi mới về nhà mà. Tại vì Tết vừa rồi mới về nhà xong. Dạ rồi. Chị có điểm mạnh điểm yếu gì không? Có chứ, mọi con người ai cũng phải có điểm mạnh điểm yếu. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của chị là gì nè? Điểm mạnh là chị rất là thẳng thắn. Nó yêu thì yêu, mà không yêu thì nó thẳng, chứ đừng có mà nó cắt hai tay, chị không thích điều đó. Còn điểm yếu là hay mất ước lắm. Ai làm chị mất ước? Ai mà làm chị khó chịu là chị mất ước. Dễ xúc động, dễ rơi nước mắt đúng không? Dễ xúc động lắm. Nhưng mà cũng gọi là đôi khi cũng
đừng qua mình cũng mạnh mẽ, đôi khi cũng mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ đến nỗi mà mình đôi khi mình phải sợ mình luôn. Đó là mẹ đơn thân 15 năm mà. Thật ra trước đó cũng có một mối tình, nhưng mà một cái vấn đề nữa mà thật sự là không ai muốn quen với chị là chị vô sinh. Chị không có khả năng chị có con nữa. Nhưng mà lúc trước chị cũng có quen, nhưng mà người ta đòi hỏi là có con, nhưng mà chị không có con được. Nên là quen chị sau này là không có em bé lắm đó. Chị nói chung là vì vô sinh bốn tháng đúng không? Không có sinh, không có khả năng đẻ nữa, gọi là vô sinh thứ phát á. Tại vì ngưng lâu quá rồi. Không, chị vô sinh lâu rồi. Tại vì cái thời điểm mà vừa chia tay với chồng chị thì khoảng một năm sau chị có bạn trai mà. Chị vẫn có người mới. Xong rồi do là chị không đẻ được, người ta lại muốn có con. Nhưng mà chị quen nhau gần cả 5-6 năm mà không có em bé luôn. Cũng có những lần quan hệ nhưng mà không có em bé. Thì chị thả cho họ đi về, giống như tìm được người mới. Thì tìm được người mới thì đụng vô là có bầu. Bây giờ ta có 3-4 đứa con rồi đó. Nên là chị biết là chị bị vô sinh mà. Chị nói thẳng là chị không có đẻ được, nhưng mà người họ vẫn muốn quen. Thì kết quả không như họ mong đợi, nên là họ mình phải buông tay cho họ đi tìm người mới. Rồi, thế bây giờ là chị có năng khiếu hay tài lẻ gì không? Hát hò thì được không? Hát dở lắm, không có năng khiếu gì cả. Không có biết hát, cũng không có biết về là đàn tranh, đàn ca gì, không có biết, không có biết gì hết. Tứ đổ tường thì biết những món ăn chơi không à, chứ không có biết mấy món mà năng khiếu. Tứ đổ tường là biết chơi mấy món mà đàn ông chơi sao chị chơi vậy được á, chứ còn mà năng khiếu thì không có đâu. Rồi, thế bây giờ chị mong muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào nè? Thứ nhất là không bắt chị sinh con này. Đóng cửa lại giùm luôn. Rồi ok. Cũng không biết nữa, mình chỉ cần tâm sự được là cảm thấy Tiết cũng ổn. Giống như người biết lắng nghe Tiết. Tiết có một cái nhược điểm. Trên tuổi Tiết nè, hơn tuổi Tiết cũng được. Nói hơn là bằng tuổi chị ha. Là lúc lắng nghe Tiết là càng Tiết cũng thích, mình cũng thích hơn. Tại vì đôi khi trong công việc đó, có những cái mà Tiết bị áp lực đó. Tiết muốn cho một người biết lắng nghe mình. Ví dụ như mình áp lực quá, mình muốn kiếm một người tâm sự, nghe mình nói. Thì là đó cũng là một điều hay. Biết lắng nghe. Rồi, quê quán của bạn trai thì sao chị? Thôi, ở thành phố đi. Tức là nếu như quen bạn trai thành phố là chị sẽ về đúng không? Nếu được ở thành phố thì cũng ổn hơn. Rồi. Có điểm gì chị không thích ở bạn trai không? Gì ta? Ngoại hình thì chị yêu cầu sao? Cao thấp mập ốm sao, 6 múi hay là 3 múi hay như thế nào? 6 múi đi ha, có 6 múi càng tốt ha. Ngoại hình thì vừa cũng được, tại vì bản thân chị cao tới 1m83 đó. Miễn sao là trên 1m83 là chị thấy ổn rồi đó. Đừng có lùn hơn chị, không cổng chị được là chị buồn. Cao hơn chị là được, tức là 1m65 trở lên cũng được đúng không? Ok. Là phải nếu mà 6 múi thì càng tốt. Cổng là phải cổng được chị đúng không? Không phải cổng được chị. Ví dụ chị 1m63 mà kiếm anh chàng 1m50 thì sao mà cổng được chị đúng không? Đúng rồi. Chị bữa chị cũng quen một anh chàng hết rửa đâu có cổng được đâu. Bụng muốn chết luôn. Trời, có một cậu bạn trai thì chị có yêu cầu không? Hả?
công việc của bạn trai chị có yêu cầu gì không? Không, tại vì mỗi người có một cái sở thích mà. Chị thì công việc của chị là buồn phòng thì chị không có bao giờ chê bai công việc của người khác. Mỗi công việc có một cái sự tôn trọng riêng. Dạ. Nhà chị ở Sài Gòn là chị ở quận mấy? Nhà chị ở quận Nhất. Nhà quận Nhất. Dạ rồi. Ok chị Tuyết ha. Đó, có gì là chương trình sẽ liên hệ tiếp với chị để làm nội dung kỹ hơn nếu như có người phù hợp với chị nha. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, em cảm ơn chị Tuyết nhiều. Chào chị. Dạ vâng, em chào anh ạ. Dạ vâng, chị bây giờ chị chủ động giới thiệu về những cái thông tin cơ bản bản thân mình, họ và tên, ngày tháng năm sinh, hiện tại đang công tác ở đâu, đang sinh sống ở đâu nhé. Dạ vâng ạ. Dạ em chào chương trình, chào anh chị, em là Bùi Thị Hằng, sinh ngày 14 tháng 1 năm 83, em làm công việc tự do, em làm may, em mở xưởng ở tại nhà và em ở hiện tại ở là ở Thạch Thất Hà Nội ạ. À, Thạch Cát Hà Nội rồi. Vâng ạ. Ok, chị Hằng có điểm mạnh điểm yếu gì? Chị là người sống như thế nào? À, điểm mạnh của em thì em có thể cam chịu được, với lại là em có thể tự lo cho bản thân và cho con được. Nhưng mà điểm yếu của em là em hơi tính trẻ con, và lại em hay dỗi, vì lại tính em kiểu hay khóc ạ. Tính trẻ con ấy là sẽ trong trường hợp như nào, miêu tả cụ thể về cái tính trẻ con này mình nghe. Ví dụ như thể là đối diện với người khác giới mà người ta nói một cái gì đó mà mình cảm giác mình hơi tự ái, là em hay tủ thân, em hay khóc ấy, cho nên là người ta hay gọi em là tính trẻ con. À, hay tính trẻ con rồi. Thế vậy trước giờ mình chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình sao lại tan vỡ chị? À, nói chung là em kết hôn năm 2007, thì em sinh năm 83, nhưng em này kết hôn với chồng em là năm 87 thôi. Thì chồng em ít hơn em 4 tuổi. Năm 2009 thì em sinh được cháu gái đầu. Đến năm 2013 thì em sinh cháu thứ. Thì đến năm 2015 thì là chồng em bị tai nạn mất. Chồng em mất năm nay là 8 năm. Với lại là do các cháu nó còn nhỏ ấy, cho nên là em không... Tại vì em hay chương trình thôi thì em cứ liều em tham gia thôi. Còn thì thực chất là em cũng muốn lo cho các cháu, cho các cháu nó trưởng thành. Với lại là đỡ bị san sẻ tình cảm ấy. Bởi vì lúc bố cháu mất thì là con lớn mới chuẩn bị vào lớp 1 và cháu nhỏ mới được 17, 18 tháng ấy. Thế cho nên là em cũng thực sự là em chưa nghĩ là để em lo cho bản hạnh phúc của bản thân mình. Nhưng mà khi em tha có hay xem chương trình, em thấy hay quá. Thế là em cứ theo dõi thì em thấy nhiều anh chị ghép đôi được, em cảm giác như thế là biết đâu mình cũng sẽ tìm được một người thông cảm và chia sẻ những cái mệt nhọc với gánh nặng cùng với em để lo cho các con của em thôi. Vâng, em nghĩ là khi chị tham gia chương trình ấy, là khi mà đã tìm được cái người mà phù hợp ấy thì chị phải sẵn sàng tham gia thì nó mới đạt được cái kỳ vọng tốt được nha chị. Nhưng mà thí dụ chương trình của tụi em là ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, khi mà kiếm được cái người mà phù hợp với lại những cái tiêu chí của chị ấy, thì chị bay vào được không? Em cũng không chắc là em có thể bay vào được, bởi vì em cũng hy vọng là chương trình nó có thể diễn ra ở tại Hà Nội, thì em cố gắng sắp xếp, bởi vì bây giờ ba mẹ con nhà em ở mà bay vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh các cháu còn học thì em sợ là em sắp xếp được để có người. Dạ vâng. Có gì lần sau chị tìm hiểu kỹ về theo dõi kỹ về chương trình dùng tụi em nhé, tại vì chương trình chỉ có ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. Dạ vâng. Đợi khi nào sẵn sàng tham gia thì có thể chị đăng ký tham gia lại với lại chương trình nhé, để cho nó có cái thời điểm phù hợp nhất. À vậy à, tận ở chứ ở ngoài Hà Nội mình là không có ạ anh. Dạ vâng, ở ngoài Hà Nội thì bọn em không tiến hành các, tại vì những người mà tham gia ngoài Hà Nội là họ sẽ bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình. Dạ. À,
Nếu mà lịch thì có thông báo trước thời gian không anh? Dạ vâng, lịch thì sẽ thông báo trước khoảng tầm 1 tuần, 2 tuần gì đấy. Dạ. À, thế à? dạ vâng, quan trọng là chị phải sẵn sàng mở lòng cho cái chuyện tình yêu chưa, hay là vẫn còn đang lấn cấn các cháu, thì như thế nó cũng vẫn không không có tốt cho cả cái bạn nam ấy. Dạ, Vâng mà bọn thì em cũng không muốn làm như thế. Dạ, chứ không cũng không muốn là người chơi tham gia liều tham gia này kia. nếu như thế mà bạn nam mà đáp ứng được và thông cảm mà có thể chia sẻ cùng với em được thì em cũng sẽ mở lòng mình, và nếu mà hợp thì em sẽ chọn, chứ em không phải là bây giờ em vẫn cứ cố là em ý định đấy. Dạ vâng, cho bây giờ chị chia sẻ về mẫu người mà chị muốn chương trình tìm kiếm cho mình nhé. Em muốn là không cần quá giỏi quá tài nhưng mà ít nhất người ta có thể trưởng thành và người ta người lớn một chút, cho em mình có thể cùng chăm lo con được với em. Thì những cái tiêu chí khác thì em không cần là phải giỏi giang, phải đẹp trai hay là phải giàu có gì cả, ít nhất là cũng phải lo được, nghĩa là lo được cho ba mẹ con có một cuộc sống quá khó khăn, thế là được thôi. Là làm lo kinh tế cho cho ba mẹ con cùng một cuộc sống tốt đúng không Vâng, người ta trưởng thành một chút là được ạ. ạ? Độ tuổi sao chị? Mẹ chờ con tí. Có độ tuổi từ 50 trở về, bởi vì em 40 rồi. Rồi. Vâng. Ô, chị mong muốn là có người và có nghề nghiệp như nào thì chị nghĩ là phù hợp với chị? Chỉ cần người ta có công việc nó ổn định một chút thôi, chứ không phải là người này người nọ, chỉ cần người ta công việc người ta ổn định và cũng có thể gánh vác được gia đình như người khác, người ta đừng có rượu chè cờ bạc hay là ăn chơi, là những cái người là em sợ, vì trước kia chồng em ăn chơi cho nên là em sợ, thì đấy là lý do mà từ ngày đến giờ em không không dám nghĩ đến yêu ai và lấy ai. Rồi. Rồi ok, em cảm ơn chị Hằng nhá. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên để mà làm quen. Nếu mà tụi em có tìm được cái người phù hợp ấy thì bên chương trình sẽ liên hệ lại với chị để mà tiếp tục tính lấy cái việc mà lịch vào ghi hình của chị nhá. Dạ, vâng ạ. Đó là kiểu em cảm ơn chị nhiều ạ. Sinh ngày 1 tháng 11 1981. Mình đang làm cửa hàng trưởng của cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống xăng dầu Petrolimex. Nhà mình ở chung cư Bellaza, quận 7. Mình hiện là mẹ đơn thân, có con gái là 16 tuổi. À, mẹ đơn thân, con gái 16 tuổi. Rồi, chị Dung là một người như thế nào? Chị có điểm mạnh, điểm yếu ra sao ạ? Điểm mạnh thì là dạng như là điềm đạm, nhỏ nhẹ. Còn điểm yếu là cả nể. Chị có văn nghệ ca hát gì không? Có tài lẻ gì không? Không, mình không có tài lẻ. Rồi. Chị mình chia sẻ cho em một chút xíu về cuộc hôn nhân mà chị đã trải qua nhé. Thì mình ly dị cách đây là 11 năm rồi. Thì hai vợ chồng về nói chung là không phù hợp, thấy không hợp nhau thì chia tay thôi. Nhưng mà hai vợ chồng là sống với nhau bao nhiêu năm? Lấy kết hôn từ bao nhiêu lâu? Chị kết hôn năm 2007, kết hôn được 5 năm. Kết hôn 5 năm. Vâng, vì cái lý do gì? Chứ kết hôn 5 năm thì bảo là không hợp thì nó chưa thuyết phục với chị. Nó phát sinh nhiều mâu thuẫn kiểu như là Vâng, ở vấn đề nào đó là chính á. chung là chị thì tính chị thì nhiều khi á có vấn đề gì chị cũng ít nói á, thành ra là đâm ra nó nhiều khi nó tích tụ á, rồi đâm ra là nó bùng phát thôi. Thì nói chung là chồng thì có, mình thì ai cũng có cái ưu điểm khuyết điểm, nhưng mà mình cảm thấy mình không
chịu đựng nữa, không tiếp tục nữa, nên là mình như vậy thôi. Chị thấy ở cái trong cái lý do mà ly hôn ấy thì anh đấy là anh ấy có một cái vấn đề gì không? Mà tại vì bọn em phải hỏi như này để tìm cái người mới cho chị nó tốt hơn á, thì chị thấy anh ấy có vấn đề gì ở phía anh ấy? Nói chung không có sự chia sẻ, không có sự chia sẻ, mọi việc là cũng tự bản thân một mình chị. Nói chung là phải nói sao nè, nói chung là không có cái tính tự lập á, không có tự chủ, không có quyết đoán, cũng hơi lệ thuộc vào gia đình. Nên mọi việc là chỉ có một mình chị tự quyết. Ở trong vấn đề con cái như vậy rồi, thì cũng chỉ có một mình chị rồi. Mà bản thân chị thì lại ít chia sẻ đúng không? Đúng rồi, rất ít chia sẻ. Chị tại vì chị nói một hai lần không được, thành ra đâm ra chị cũng không nói. Cho nên chị cũng không muốn là mình gây gỗ, chứ cha mẹ mà gây gỗ trước mặt con gái thì nó sẽ không hay. Chị nói con chị nói như vậy. Vậy thì mình ly dị cách đây 11 năm rồi, thì không biết là chị đã có những cái mối quan hệ tiếp theo chưa? Chưa em ơi, chị có đi làm công việc. Nhưng mà chắc chắn là cũng phải có ông này ông kia tán tỉnh chị chứ nhỉ? Không, tại vì thực ra là chị là làm ở trong xăng dầu, thì chị chỉ có ở trong ngành thôi, chứ chị cũng không có giao tiếp gì nhiều. Bản thân của chị nhiều khi trong cuộc sống ấy, chị có cảm thấy cô đơn không? Xong rồi nhiều khi chị muốn tìm một cái ai cùng chị gánh vác cái công việc đấy không? Cũng có những chị... đến thời điểm bây giờ thì là cần. Nhưng mà trước giờ là không hề nghĩ tới, và cũng không có nhu cầu tiến thêm bước nữa à? Tập trung vào làm thôi, để lo cho con. Thì bây giờ nói chung là con nó cũng lớn rồi, lúc trước con nó còn nhỏ đó, cho nên là chị cũng không có nghĩ tới, chỉ có đi làm rồi cố gắng phấn đấu trong công việc. Hồi trước thì là chị là làm kế toán. Xong rồi sau khi ly dị thì chị mới tập trung vào công việc, chị phấn đấu lên, thì bây giờ chị là cửa hàng trưởng, chị quản lý cây xăng. Nghĩa là tập trung hết vào công việc rồi. Không biết là con chị bây giờ 16 tuổi rồi, thì cháu nó có ý kiến sao về cái việc mẹ đi thêm bước nữa chưa? Nó cũng có những cái lúc nó ích kỷ. Nó cũng không muốn, nhưng cũng có những lúc thì nó lại muốn. Hiện tại là nó đang muốn hay không muốn? Bây giờ là nó để cho mẹ tự quyết. Rồi, chị biết là chị cần một người đàn ông như thế nào? Nói chung là tự chủ, quyết đoán, không có lệ thuộc hay dựa dẫm vào ai hết. Là trụ cột. Trụ cột. Ngoại hình một chút xíu, chị thích mẫu người đàn ông có ngoại hình như thế nào? Chơi 1m65 giùm chị. Dạ. Còn điểm gì nữa đặc biệt hơn nữa, cụ thể hơn nữa? Cũng như là thì đó, chị thì cũng là mẹ đơn thân, cho nên là cũng chia sẻ, cũng có cái sự bao dung, nói chung là quyết đoán và độc lập, tự chủ, bao dung. Cái vị trí vùng miền của anh ấy, anh ở đâu thì hợp lý, quê quán của anh ở đâu, nghề nghiệp của anh ấy như thế nào thì chị thấy là phù hợp với lại chị à? Có thể là bằng chị. Bây giờ hiện tại công việc của chị là cửa hàng trưởng, nó thu nhập một tháng của chị trung bình là bao nhiêu ạ? 15 triệu. Dạ, thu nhập 15 triệu tháng. Anh ấy đang ở thành phố hay là anh có thể ở các tỉnh lân cận, hay anh ấy là người miền nào thì chị thích hơn? Miền nào cũng được em, nhưng mà đừng miền Trung. Chị không thích miền Trung đúng không? Không. Dạ. Chị có thể đừng quen xa được không? Nha. Dạ vâng. Chị có thể quen xa được không? Xa hả? Vâng. Cũng được. Chị thích nghề nghiệp nào, nghĩ là phù hợp với mình?
Tại nhiều khi bọn em không kinh doanh hoặc làm quản lý. Kinh doanh hoặc làm quản lý. Dạ. Rồi, có cái điểm gì mà chị cực kỳ ghét của đàn ông và chị cho vào blacklist luôn? Là không có tính tự chủ. Không, không có tự quyết được một vấn đề gì, cái gì cũng phải lựa thuộc vào gia đình, chị không thích. Rồi, dạ. Đó. Rồi, anh ấy ở vùng miền nào cũng được nhưng mà càng gần thì càng tốt đúng không ạ? Đúng rồi em, đúng rồi. Dạ, dạ. Đó, bây giờ chị có bất cứ yêu cầu, vì đây là quyền lợi của chị nha, có bất cứ yêu cầu gì về bạn trai á thì mà người đấy người ta có một cái hoàn cảnh tương đồng như mình, người ta cũng chia tay vợ xong rồi cũng có con, thì có vấn đề gì không ạ? Không em, không vấn đề gì. Quan trọng là tính cách của họ thôi, ai cũng có mỗi hoàn cảnh mà. Bây giờ là hai mẹ con mình ở Sài Gòn đã có nhà chưa? Chị ở chung cư em. À, chị ở chung cư. Rồi, là chung cư đấy là mua luôn rồi đúng không chị? Đúng rồi, của chị. Dạ. Rồi. Vậy là đấy, chị xem là còn yêu cầu gì về bạn trai nữa không thì chị cứ nói với lại bên em để bọn em tìm người cho chính xác. Nhưng mà chị cũng nói luôn nha, chị có xăm hình. Dạ. Nha. À, chị có xăm hình. Đúng rồi. Bạn trai mà hút thuốc hay là uống rượu xíu được không? Được, không sao. Nhiều khi công việc ngoại giao cái đó là chuyện bình thường, nhưng đừng quá đà. Không quá đà, rồi. Đừng có nghiện, đừng có nghiện. Dạ, rồi, rồi. Ok. Xăm hình thì bình thường mà. Dạ. Dạ vâng, ok, em cảm ơn chị Dung nhiều nhá. Thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên. Nếu mà chị được chọn để cho lên sóng của bản mối hẹn hò ấy, thì sẽ có biên tập trực tiếp làm việc với chị nhá. Chị cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, tìm người phù hợp chị. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chào em. Chị cảm ơn em. Dạ vâng, chào chị nhá.